Dàn mỹ nhân của nhật ký vàng anh và cuộc đời nhiều biến cố. Hoàng Thùy Linh ba chìm bảy nổi từ tình duyên tới sự nghiệp, có vẻ cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ. Kiếp nạn thứ 82 của Hoàng Thùy Linh. Sao lại như thế này? Em vẫn chưa có chồng, lắm môi, tối ngồi không? Trang pháp, nhan sắc, tài năng đều có thừa nhưng 10 năm không nổi, qua 30 debut vào nhóm nhạc. Vẫn chưa lận đận bằng một cô, làm gì cũng gặp chuyện, U40 bắt đầu lại từ đầu. Nhật ký vàng anh là bộ phim từng rất nổi tiếng, là bệ phóng cho sự nghiệp những gương mặt trẻ mang thời bấy giờ. Sau hơn 17 năm, cuộc sống của dàn mỹ nhân trong phim đã trải qua rất nhiều biến cố và rẽ sang những ngã rẽ riêng. Hoàng Thùy Linh khi đang phủ sóng cùng nhật ký vàng anh thì vướng lùm xùm đời tư, thế là từ một ngôi sao trẻ đầy triển vọng, sự nghiệp của mỹ nhân này rơi vào bế tắc. Những tưởng Hoàng Thùy Linh sẽ giã từ nghệ thuật sau cú ngã ngựa năm ấy. Thế nhưng, với sự kiên cường cùng bản lĩnh đáng nể, cô đã quay trở lại giới showbiz bằng con đường ca hát và thành công tạo dựng thương hiệu với những ca khúc mang đậm bản sắc dân tộc cùng với bài hit viral đình đám quốc tế Si Tình. Thế nhưng giữa lúc đang hot dần dần thì người đẹp này lại tiếp tục vướng phải tranh cãi thái độ ngay trước thềm tổ chức concert đầu tay. Thế là cô lại rơi vào sóng gió cả nửa năm trời, bị dí liên tục đủ mọi chuyện từ phát ngôn tới giọng hát. Chuyện tình cảm của Hoàng Thùy Linh cũng không mấy suôn sẻ, mối tình đầu khiến cô suýt mất sự nghiệp. Sau này cô từng ở bên Vĩnh Thụy nhưng cũng kết thúc chia tay, vướng tin đồn với Gil Lê nhưng cũng trôi qua trong im lặng. Gần đây nhất, Hoàng Thùy Linh bị bắt gặp về chung nhà với Đen Vâu dấy lên nghi vấn cả hai đã làm lễ ăn hỏi, mỹ nhân này còn bị đồn đang mang thai. Tuy rằng Hoàng Thùy Linh chưa phản hồi gì về chuyện này nhưng khán giả đều đang mặc định rằng cô đã tìm được bến đỗ tốt sau nhiều biến cố. Tham gia cả hai phần phim Nhật ký vàng anh nhưng Thanh Vân Hugo được biết nhiều hơn với vai trò MC. Sự nghiệp thành công nhưng Vân Hugo lại gặp nhiều biến cố trong đời sống tình cảm. Kết hôn ở tuổi 23 nhưng chỉ sau 4 năm chung sống, vợ chồng cô quyết định ly hôn, một mình cô nuôi dạy con trai. Giữa năm 2020, Vân Hugo quyết định mở lòng và đi thêm bước nữa với doanh nhân Đặng Hùng Cường. Cuối năm ngoái, cả hai đã tổ chức đám cưới vô cùng hoành tráng trước sự chứng kiến của người thân và rất nhiều bạn bè. Cô nàng MC vô cùng rạng người trong lần thứ hai lên xe hoa. Trang Pháp từng vào vai một nhân vật xấu tính trong Nhật ký vàng anh và sau đó dần chuyển sang làm ca sĩ. Là một mỹ nhân có sắc có tài, tham gia viết nhạc cho không ít phim hot như Gái Già Lắm Chiêu hay Thương Ngày Nắng Về. Thế nhưng suốt nhiều năm cái tên Trang Pháp vẫn khá mờ nhạt, chính nữ ca sĩ cũng thừa nhận mình có đến 10 năm nhạt nhòa. Nhưng tới cuối năm 2023 đầu 2024 thì sự nghiệp của Trang Pháp đã có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt sau khi cô trở lại tham gia show ca hát. Với việc phát huy hết sở trường từ hát, nhảy tới sáng tác, Trang Pháp được yêu thích rầm rộ, trở thành quán quân và bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Gần đây, người đẹp này lại vừa chính thức có mặt trong nhóm nhạc nữ mới cùng những người bạn thân thiết là Lan Ngọc, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Diệp Lâm Anh, hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa. Diễm Hằng từng ghi dấu ấn đậm nét ở cả hai phần của bộ phim Nhật ký vàng anh. Thế nhưng sự nghiệp của Diễm Hằng lại vô cùng lận đận. Cô từng phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình ngay thời điểm sự nghiệp đang nở rộ hồi năm 2011. Vì muốn giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, cô đã tập kinh doanh hàng hiệu nhưng bị lừa đảo rồi mất trắng. Năm 2014, khi cô vừa quyết định trở lại với nghệ thuật chưa lâu thì bị tai nạn nghiêm trọng, phải nằm viện nửa năm, sức khỏe giảm sút tới 30%. Con đường theo đuổi ước mơ vì vậy mà tiếp tục bị gián đoạn. Gần đây Diễm Hằng vừa xuất hiện trở lại trong phim mới của đài truyền hình Việt Nam. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng khán giả rất ấn tượng bởi Diễm Hằng của 10 năm sau vẫn trẻ trung và diễn xuất sinh động như vậy.